Có lẽ Hằng cũng đang rất tò mò không hiểu cái gì đang xảy ra với mình. Kính thưa quý vị, lấy tuổi con nha. Đó là thông điệp mà các bạn fan của Minh Hằng đã gửi đến Minh Hằng trong ngày hôm nay. Nhân dịp ra buổi ra mắt web drama Kẻ Xâm Tinh. Một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng, kính thưa quý vị, đó là hành động thật yêu thương mà các bạn fan của Minh Hằng dành cho Minh Hằng trong ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn, kính thưa các bạn. Và nhân dịp này thì fan club của Minh Hằng cũng tặng và chúc mừng sinh nhật Minh Hằng. Phải nói là tháng 6 là tháng của Minh Hằng với rất nhiều hoạt động diễn ra. Và kính thưa quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hát chay một đoạn bài hát Happy Birthday chúc mừng sinh nhật Minh Hằng quý vị nhé. Happy Birthday to you. Cảm ơn các em rất nhiều. Nói chung là biết Hằng cũng đã lâu rồi và cộng tác với Hằng cũng rất nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay thấy các em fan Minh Hằng đẹp quá. Ai cũng mặc bộ áo vest đẹp quá. Thuê ở đâu? Dạ, thuê ngoài tiệm thôi. Vâng, rất tuyệt vời. Đó là hành động mà Hằng có thể nán lại với Quân trong giây lát luôn để chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay luôn. Và kính thưa quý vị, xin được trân trọng chào đón quý vị đã đến với buổi họp báo giới thiệu web drama Kẻ Xâm Tinh cùng với Minh Hằng trong ngày hôm nay.